Xin chào quý bà con. Hôm nay Danh xin gửi đến quý bà con một cái sản phẩm dành cho các anh chị, các chú ở thợ hồ. Đó là cái bay. Bay này là bay thép nha. Bay bay thép, bay xây. Đặt là vô tư nha. Chất lượng là khỏi cái bàn. Đây. Chúng ta có thể thấy cái độ dày của nó này. Bay thép nha bà con. Cái thợ hồ lâu năm, những năm thợ hồ lâu năm thì nhìn cái bài biết liền chất lượng. Đây, quý anh chị có thể nhìn thấy cái độ dày của cái bài này nha. Anh thợ hồ có nhu cầu hãy liên hệ 0778 282 282, ship hàng toàn quốc nha quý anh chị, quý bà con. Dạ. Đây. Chúng ta nhìn lại cái độ dày của cái bài đó. Đó. Anh có nhu cầu thì nhớ liên hệ với em 0778 282 282. Xin cảm ơn. Xin hẹn gặp lại quý bà con ở những video sau.